Thưa quý vị, sau ngày 6 tháng 9, Hà Nội sẽ thiết lập 3 vùng đỏ, cam và xanh theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch và đặc điểm địa lý, dân cư, sinh hoạt, sản xuất. Vùng đỏ sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách cao hơn mức chỉ thị 16, trong khi vùng cam và vùng xanh sẽ thực hiện giãn cách ở mức cao hơn chỉ thị 15. Và điều mà nhiều người dân Hà Nội quan tâm lúc này là khu vực của mình sống thuộc vào vùng nào. Theo bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 của thành phố Hà Nội, tính đến tối ngày 2 tháng 9, toàn thành phố ghi nhận 3.366 ca dương tính COVID-19. Các quận huyện màu đỏ có trên 20 ca mắc COVID-19 trở lên, gồm Thanh Xuân, Đông Anh, Hoàng Mai, Thanh Chỉ, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Ba Đình, Hoài Đức. Tuy nhiên, trong bản đồ từng quận huyện, màu đỏ cũng chỉ có một số phường xã tập trung các chùm ca bệnh được đánh dấu. Các vùng còn lại không có ca nhiễm. Các quận huyện còn lại có màu xanh không có ca nhiễm, vàng là từ 1 đến 5 ca, màu cam từ 5 đến 20 ca, bao gồm Gia Lâm, Long Biên, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Thanh Oai, Thường Tín, Mê Linh, Thạch Thất, Sơn Tây, Sóc Sơn, Đan Phượng, Quốc Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức và Phú Xuyên. Hà Nội thiết lập 39 chốt kiểm soát siết chặt vùng đỏ Công an thành phố Hà Nội vừa có văn bản hòa tốc triển khai các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại phân vùng 1, vùng đỏ. Theo Công an thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố về kiểm soát, phong tỏa triệt để phương tiện, người dân từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài giữa các vùng, đúng nguyên tắc cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm chéo. Công an thành phố đã chủ trì, phối hợp với các sở ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện tổ chức chốt trực kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào phân vùng 1, vùng đỏ, vùng có nguy cơ cao. Sau khi khảo sát, Công an thành phố Hà Nội đề nghị các ban ngành liên quan tổ chức 21 chốt kiểm soát loại 1 đặt tại các vị trí có mật độ giao thông cao. Các chốt này do Ủy ban nhân dân thành phố quản lý. Công an Hà Nội phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Y tế chia làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng, kiểm soát 24 trên 24. Tại các chốt loại 1, mỗi ca trực sẽ có 16 cán bộ, trong đó có 10 cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội, 2 cán bộ thanh tra giao thông của Sở Giao thông Vận tải, 3 cảnh sát cơ động của Bộ Tư lệnh Thủ đô và 2 cán bộ của Sở Y tế Hà Nội chốt trưởng do một cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội đảm nhiệm. Bên cạnh đó có 9 chốt loại 2 đặt tại vị trí có mật độ giao thông trung bình do các ủy ban nhân dân quận huyện quản lý và lực lượng công an cung cấp phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhân lực tham gia kiểm soát. Mỗi chốt sẽ chia làm 4 ca, mỗi ca 9 cán bộ, trực 24 trên 24. Chốt trưởng do công an quận huyện đảm nhiệm. Có 9 chốt loại 3 đặt tại vị trí có mật độ giao thông thấp do ủy ban nhân dân xã phường thị trấn quản lý. Công an cung cấp phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia kiểm soát. Mỗi chốt chia làm 4 ca, Mỗi ca 4 cán bộ trực, chốt trường do công an đảm nhiệm. 39 chốt trên có nhiệm vụ kiểm soát chặt tất cả người và phương tiện ra vào phân vùng 1, bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông. Dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định. Kiểm tra phương tiện được phép vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu, có thể xét nghiệm nhanh COVID-19 trong trường hợp nghi ngờ, khử trùng trong trường hợp cần thiết. Kiểm tra đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người được phép đi vào phân vùng 1, kiên quyết yêu cầu quay đầu đối với các trường hợp không đủ điều kiện. Công an thành phố Hà Nội cho biết, các chốt này sẽ được triển khai từ 7 giờ sáng ngày mai, mùng 4 tháng 9 cho đến khi có chỉ đạo mới của thành phố. Giám đốc Công an Hà Nội thông tin về việc dự kiến cấp giấy đi đường mẫu mới cho 6 nhóm. Chiều mùng 3 tháng 9, tại cuộc họp báo do Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết đã báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch tổng thể về việc cấp giấy đi đường, khi được phê duyệt sẽ phối hợp với Sở Thông tin truyền thông công khai chi tiết sau. Tuy nhiên theo dự kiến, Công an thành phố Hà Nội chia làm 6 nhóm để được cấp giấy đi đường mới bao gồm: Nhóm 1, các cá nhân thực hiện nhiệm vụ chính trị, công vụ ngoại giao, bao gồm cán bộ, công chức viên chức làm việc tại cơ quan Đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội các cấp, cá nhân thực hiện công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ công vụ, trực chiến đấu trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác được quy định tại chỉ thị 16. Về thẩm quyền cấp là Công an thành phố Hà Nội cấp. Nhóm này cũng bao gồm cá nhân làm việc tại cơ quan tổ chức ngoại giao, bao gồm cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế. Những trường hợp này thực hiện theo thông lệ quốc tế, thông lệ ngoại giao quy định. Nhóm 2, cá nhân thực hiện nhiệm vụ công tác, công vụ, dịch vụ công ích thiết yếu, bao gồm cán bộ, công nhân viên, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ công thiết yếu, thẩm quyền cấp là công an thành phố. Nhóm 3, thẩm quyền do công an phường xã, thị trấn cấp cho các cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch bao gồm cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham gia phòng chống dịch, cá nhân khác được huy động tham gia hỗ trợ chống dịch tại các quận huyện, thị xã. Nhóm 4, phóng viên biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí truyền thông phục vụ các nhiệm vụ chính trị, công vụ ngoại giao, phục vụ đưa tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước thành phố. Phóng viên biên tập viên trực tiếp thực hiện tuyên truyền công tác phòng chống dịch. Cán bộ thực hiện trực cơ quan theo chỉ thị 16. Nhóm 5, người thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc như cấp cứu, khám chữa bệnh và mua thuốc định kỳ tiêm vaccine và xét nghiệm COVID-19, người chăm sóc người bệnh và người xuất viện. Nhóm này chỉ cần giấy chứng minh và chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân. Bên cạnh đó là người đi mua lương thực thực phẩm, yêu cầu bắt buộc phải có thời gian đi mua cụ thể, giấy đi chợ. Thẩm quyền cấp là công an phường xã thị trấn. Cá nhân đi sân bay có vé, cá nhân đi đến cơ quan ngoại giao có giấy hẹn của cơ quan ngoại giao. Cá nhân đến tòa theo giấy triệu tập của tòa chỉ cần có chứng minh thư hoặc căn cước công dân và xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ. Nhóm 6 tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ công vụ công ích thiết yếu thẩm quyền cấp là công an thành phố. Về quy trình, theo Giám đốc công an Hà Nội có hai loại quy trình gần với từng nhóm đối tượng. Trong đó, đối với nhóm 1, 3, 4, 5 sẽ có 4 bước bao gồm. Bước 1, tổ chức cá nhân liên hệ trực tiếp công an xã phường thị trấn hoặc qua cảnh sát khu vực. Bước 2, công an xã phường thị trấn hướng dẫn tổ chức cá nhân hướng dẫn thủ tục hồ sơ, tổ chức cá nhân gửi văn bản đề nghị cấp giấy đi đường qua địa chỉ được cung cấp. Bước 3, Công an xã phường thị trấn căn cứ hồ sơ của tổ chức cá nhân gửi để xét duyệt đồng ý hoặc không đồng ý và gửi mail thông báo cho tổ chức cá nhân. Bước 4, trưởng công an xã phường thị trấn duyệt đóng dấu và trả kết quả thông qua cảnh sát khu vực hoặc công an xã phường thị trấn. Với nhóm 2 và 6 cũng 4 bước bao gồm. Bước 1, các tổ chức cá nhân liên hệ gửi hồ sơ cấp giấy đi đường về cơ quan chủ quản có liên quan như Sở Công Thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng. Bước 2, cơ quan chủ quản căn cứ đối tượng được quy định, đồng ý hoặc không đồng ý, gửi mail cho tổ chức cá nhân, gửi hồ sơ về công an thành phố. Bước 3, công an thành phố chuyển giấy đi đường về cơ quan chủ quản. Bước 4, cơ quan chủ quản chuyển giấy đi đường cho tổ chức cá nhân. Trong một tháng, được các y bác sĩ cứu chữa, nữ bệnh nhân 73 tuổi ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã qua cơn nguy kịch và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 bà được đưa về nhà theo nguyện vọng của gia đình trên chuyến xe cứu thương đặc biệt để đoàn tụ với người thân. Đây là nữ bệnh nhân 73 tuổi, một bệnh nhân từng bị nhiễm SARS-CoV-2, phải nhập bệnh viện Gò Vấp vào ngày 24 tháng 7 năm 2021, sau đó chuyển đến bệnh viện hồi sức COVID-19 thành phố Thủ Đức vào ngày 30 tháng 7 năm 2021 trong tình trạng nặng. Sau hơn một tháng được các y bác sĩ cứu chữa, bà đã qua cơn nguy kịch và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, theo bác sĩ Huỳnh Văn Bình, bác sĩ trưởng khoa 8A, Bệnh viện Hồi sức COVID-19, do tuổi cao và phổi bị tổn thương do virus trong một thời gian dài, bệnh nhân Huỳnh Thị KL chưa thể tự thở khí trời mà vẫn phụ thuộc vào nguồn oxy qua cannula. Trong khi đó, người nhà có nguyện vọng đưa bệnh nhân về nhà để tiện chăm sóc và đã chuẩn bị các thiết bị để bệnh nhân có thể thở oxy tại nhà. Cảm tất cả các vị bác sĩ cũng như những ân nhân thành nguyện sơ đã có tình giúp đỡ bác trong tháng vừa qua. Trong mong muốn của bệnh nhân và gia đình, Ban Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã chỉ đạo bố trí xe cứu thương, bình oxy cùng nhân viên y tế đưa bệnh nhân về đến nhà tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết đây là một trong số nhiều chuyến xe cứu thương hỗ trợ đưa bệnh nhân vẫn còn thở oxy có nguyện vọng được về nhà từ bệnh viện hồi sức COVID-19 trong những ngày gần đây. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2021, bệnh viện hồi sức COVID-19 cũng đã bố trí hai xe cứu thương đưa các bệnh nhân trong tình trạng tương tự ở khoa 9A và 9B về nhà tại quận 4 và quận 10 một cách an toàn.